Theo quy định ngày 1 tháng 9 là đến kỳ điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước theo chu kỳ 10 ngày một lần. Nhưng do trùng với ngày nghỉ lễ nên việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu sẽ được dời sang ngày đi làm đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ ngày 2 tháng 9, tức là ngày mai 5 tháng 9. Nhận định về giá xăng dầu tại kỳ điều chỉnh ngày mai, lãnh đạo một số doanh nghiệp xăng dầu cho rằng do giá dầu thế giới tiếp tục tăng cao, giá xăng thành phẩm trên thị trường Singapore cũng tăng nên giá xăng trong nước có thể tăng theo xu hướng tăng của giá xăng dầu thế giới. Theo dự báo, trong kỳ điều hành ngày mai, giá xăng trong nước có thể tăng từ 380 đến 490 đồng trên một lít tùy loại. Còn giá dầu có khả năng tăng từ 350 đến 650 đồng trên một lít. Trong trường hợp Liên Bộ Công Thương Tài chính trích quỹ bình ổn giá xăng dầu, thì giá bán lẻ xăng dầu trong nước vào ngày mai có thể tăng cao hơn. Nếu đúng như dự báo, giá xăng trong nước vào ngày mai sẽ có lần tăng thứ 6 liên tiếp. Từ đầu năm cho đến nay, giá xăng đã trải qua 24 lần điều chỉnh, trong đó có 14 lần tăng, 7 lần giảm và 3 lần giữ nguyên.